Xin chào tất cả các bác. Bên xe đạp bên em hôm nay có hai đơn địa hình. Một đơn địa hình Merida 7,9 triệu đi Đồng Nai và một đơn địa hình Cam 9,8 triệu đi Hồ Chí Minh. Thì hiện tại em đang ở bên cục Việt Theo để làm cho máy. Địa hình Merida 7,9 triệu đi Đồng Nai và địa hình Cam 9,8 triệu đi Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang ở biêu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác đây.